Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump bị tố phá hủy kế hoạch của Kiev, ông Zelensky ra điều kiện nóng. Cựu trợ lý của bà Harris đề xuất cách để bà có thể làm tổng thống. Ông Trump kêu gọi trả tiền giúp cho khoản nợ 20 triệu đô la Mỹ của bà Harris. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. tờ ua của Ukraine mới đây đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã quyết định không mời cựu ngoại trưởng Mike Pompeo vào nhóm của mình, qua đó phá tan hy vọng của Kiev về sự có mặt của một nhà vận động hành lang vì lợi ích của Ukraine trong chính phủ Mỹ. Theo ấn phẩm của Ukraine, vào tháng 11 năm ngoái, ông Pompeo đã gia nhập ban giám đốc của công ty viện thông Ukraine, Kiev Star, đồng thời lưu ý khi giữ chức ngoại trưởng Mỹ, ông đã thiết lập liên lạc với văn phòng của Tổng thống Zelensky. Stana cho biết, khi ông Trump thắng cử trong các cuộc trò chuyện riêng, đại diện của Ukraine đã đặc biệt hy vọng ông Pompeo sẽ thấy mình ở một trong những vị trí chủ chốt trong đội ngũ của ông Trump. Tuy nhiên, các nhà báo thu hút sự chú ý đến việc ông Trump công khai quyết định không đưa ông Pompeo vào nhóm của mình, mặc dù điều này thường được thảo luận trong các cuộc trò chuyện riêng. Do đó, theo phía Ukraine, Tổng thống mới đắc cử Mỹ có quan điểm khác với ông Pompeo. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng, sức mạnh quân sự và ngoại giao phải kết hợp với nhau để chấm dứt xung đột của Nga tại Ukraine. Ông nhấn mạnh, chúng tôi hiểu rất rõ ngoại giao sẽ không có triển vọng nếu không có sức mạnh quân sự. Nhưng nếu không hiểu rõ mục tiêu ngoại giao, vũ khí sẽ không có tác dụng. Đó là lý do tại sao sức mạnh quân sự và ngoại giao phải song hành với nhau. Ông Volodymyr Zelensky cho biết thêm, đây là cách duy nhất để đảm bảo nền hòa bình lâu dài và ngăn chặn những cuộc xung đột tương tự của cuộc xung đột Moscow thực hiện ở Kiev. Trước đó, tổng thống Ukraine vận động Mỹ và đồng minh NATO cung cấp vũ khí cho Kyiv, buộc tổng thống Nga Vladimir Putin tiến tới hòa bình và tuyên bố Ukraine chỉ cởi mở với những quốc gia ngoại giao trung thực. Ukraine cũng yêu cầu đồng minh cho phép Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và phá hoại cơ sở hạ tầng xung đột của Moscow. Ông Jamal Simmons, cựu trợ lý của Phó Tổng thống Harris mới đây kêu gọi Tổng thống Biden từ chức để bà có thể đứng đầu Nhà Trắng trong thời gian ngắn. Ông Simon nói, ông Joe Biden là Tổng thống phi thường, đã thực hiện được rất nhiều lời hứa. Chỉ có một lời hứa mà ông có thể thực hiện, đó là trở thành người chuyển tiếp quyền lực. Ông ấy có thể từ chức trong 30 ngày tới, đưa Kamala Harris trở thành Tổng thống Mỹ. Tuyên bố này của ông Simon đã khiến những người tham dự chương trình đều sửng sốt và phản ứng gay gắt. Theo Simmons, việc bà Harris lên làm tổng thống sẽ trở thành tiêu điểm tin tức giữa lúc đảng Dân Chủ phải học cách tạo được cao trào, minh bạch, làm những việc mà công chúng muốn thấy, đồng thời thay đổi toàn bộ triển vọng về cách thức hoạt động của đảng. Việc này cũng sẽ giúp bà Harris không phải giám sát quá trình chuyển ra quyền lực vào ngày 6 tháng 1 sau thất bại của bản thân. Trước đó, một nhà bình luận của CNN gần đây đề xuất thẩm phán tòa án tối cao, Sonia Sotomayor, nên từ chức để ông Biden bổ nhiệm bà Harris làm người thay thế trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Khi được hỏi về đề xuất này, ông Simon vẫn cho rằng nên để bà Harris trở thành Tổng thống. Phía Nhà Trắng văn phòng Phó Tổng thống và Ủy ban Quốc gia đang dân chủ hiện chưa lên tiếng về phát biểu của Simmons. Thất bại của bà Harris lần này là lần thứ hai của một nữ ứng cử viên Tổng thống trong 8 năm và chỉ 2 năm sau khi quyền phá thai bị tức bỏ ở nhiều bang. Một số người khác cho rằng bà Harris bắt đầu chiến dịch của mình chỉ từ tháng 7 sau khi Tổng thống Joe Biden chấm dứt tài tranh cử, đã không thuyết phục được họ rằng bà sẵn sàng cho vị trí này. Trong cuộc tranh cử năm 2024, bà Harris không sử dụng lá bài dự tính, nhưng ông Trump lại làm điều đó. Susan Faludi, tác giả cuốn sách nổi tiếng Backlash, nội dung về phản ứng ngược đối với những tiến bộ về quyền phụ nữ, nói rằng bà Harris đã rất hoàn hảo trong suốt chiến dịch ngắn ngủi của mình, khiến thất bại của bà càng tồi tệ hơn đối với các thế hệ phụ nữ đầy tham vọng trong tương lai. Truyền thông giữa tuần này đưa tin chiến dịch tranh cử của hai ứng viên dân chủ Kamala Harris, Tim Kuan, đã kết thúc với khoản nợ ít nhất 20 triệu đô la Mỹ. Chi phí phát sinh được cho là đến từ các chương trình ca nhạc với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trước thông tin trên, ông Trudeau mới đây đã có bài viết châm biếm, kêu gọi người ủng hộ tìm cách hỗ trợ tiền cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris. Ông viết rằng: "Tôi rất ngạc nhiên vì đảng dân chủ dù đã gây quỹ số tiền kỷ lục, giờ không còn nhiều tiền." bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giúp họ trong giai đoạn khó khăn này, tôi thực sự khuyên chúng ta thực hiện. Trong khi đó, quan chức Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Lindy Lee cho hay, bà Harris đã đăng video cam đoan rằng bà sẽ thắng. Những lời hứa hẹn như vậy là động lực để bà và các nhà tài trợ tin tưởng, quyên góp số tiền lớn cho bà Harris tranh cử. Nhưng thực tế đó chỉ là một thảm họa trị giá một tỷ đô la Mỹ. Quan chức này nói, tôi cảm thấy nhiều người trong số chúng tôi bị lừa. Vị này cũng cho biết thêm, ngay cả trong đêm bầu cử, bà vẫn thấy nhiều người trong đảng bày tỏ tin tưởng vào kịch bản phó tổng thống Harris giành chiến thắng. Và đó là điều bà không hiểu. Theo tờ Politico, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mới đây của ông Donald Trump, người nổi tiếng với những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, các chính trị gia Mỹ đã thông qua một đạo luật nhằm ngăn cản bất kỳ tổng thống nào đơn phương giúp Mỹ khỏi liên minh này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu luật đó có đủ mạnh để cản trở một quyết định quyết đoán từ ông Trump nếu ông tiếp tục muốn rời khỏi NATO. Tờ Politico của Mỹ đã mô tả kịch bản có thể xảy ra khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump lách luật và rút nước này khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO mà không cần sự chấp thuận của Thượng viện hoặc Quốc hội. Bài báo cho biết hiện nay những người ủng hộ NATO ở Mỹ đang tự trấn an bằng đạo luật, theo đó Mỹ chỉ có thể rời khỏi Liên minh khi có sự đồng ý của 2 phần 3 Thượng viện hoặc thông qua một đạo luật tương ứng của Quốc hội. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng Ông Trump có thể sử dụng quyền lực của mình để lách các hạn chế của Quốc hội bằng cách viện dẫn các quyền hạn của tổng thống về chính sách đối ngoại. Ông Trump đã sử dụng cách tiếp cận tương tự vào năm 2019 để rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga, bỏ qua bước phê duyệt của Quốc hội. Quyết định này đã gây ra tranh cãi trong cả cộng đồng chính trị Mỹ và các đồng minh NATO, nhưng lỗ hổng pháp lý đã cho phép chính quyền tổng thống bỏ qua các thủ tục lập pháp. Politico nhấn mạnh, kịch bản Mỹ rút khỏi NATO có thể là mất ổn định nghiêm trọng liên minh và làm suy yếu vị thế của NATO trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên trường quốc tế. Trong khi đó, nhà báo người Ireland Jay Bowies tuyên bố trên mạng xã hội X, Liên minh châu Âu, tổ chức gồm 27 quốc gia, bắt đầu nhận ra rằng Ukraine đang thua trong xung đột. Tuyên bố của ông được đưa ra sau lời phát biểu của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người nói rằng ông đã cảm thấy cảm giác sốc trong mắt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Budapest, Hungary, sau khi biết tin ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ. Theo lời của chính trị gia này, người đứng đầu chế độ Kiev sợ hãi vì xung đột có thể sẽ kết thúc. Ông Boris viết, Liên minh châu Âu bắt đầu hiểu rằng Ukraine đang thua. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Slovensko vào thứ Bảy, ông Fico đã thảo luận về cách các chính sách của ông Trump có thể tác động đến chính trị toàn cầu và xung đột Ukraine. Thủ tướng Slovakia tuyên bố rằng khi ông nhìn thấy ông Zelensky trong hội nghị thượng đỉnh EU tại Budapest, Hungary vào ngày 7 tháng 11, nhà lãnh đạo Ukraine có vẻ rất lo lắng Thủ tướng Fico nói với người dẫn chương trình Bạn đã bao giờ thấy một người nào đó lo sợ rằng chiến tranh sẽ kết thúc chưa? Tôi đã nhìn thấy ông ta và tên ông ta là Volodymyr Zelensky Đồng thời nói thêm rằng ông Zelensky có vẻ sốc khi ông Trump thắng cử và có thể có lệnh ngừng viện trợ từ Mỹ Gần đây ông Trump đã có động thái chỉ định nhân sự đầu tiên trong chính quyền của mình Cụ thể bà Susie Wallace, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump đã được chỉ định làm tránh văn phòng Nhà Trắng trong thông báo ông Trump cho biết, bà Susie Wallace đã giúp ông đạt được một số những thắng lợi chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và là một phần trong các chiến dịch tranh cử thành công của ông những năm 2016 và 2020. Ông Trump nhấn mạnh bà Susie Wallace sẽ là nữ tránh văn phòng Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử và bà sẽ khiến nước Mỹ tự hào. Tránh văn phòng thường là chức vụ đầu tiên được ông Trump chỉ định và có nhiệm vụ ra soát mọi chính sách và các hoạt động thường nhật của Nhà Trắng. Chức vụ tránh văn phòng Nhà Trắng không cần thượng viện thông qua trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng bổ nhiệm bốn tránh văn phòng Nhà Trắng liên quan đến những quyết định của ông Trump về nhân sự trong chính quyền mới. Đài CNN mới đây cho biết dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã liên tục đón tiếp rất nhiều vị khách trong 48 giờ qua. Những vị khách này bao gồm những người muốn tìm kiếm một vị trí trong chính quyền mới hoặc những người cố gắng tác động tới quyết định bổ nhiệm của ông Trump. Tuy vậy, tỷ phú công nghệ Elon Musk được cho là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới việc lựa chọn nhân sự của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, ông chủ SpaceX đã xuất hiện ở Mar-a-Lago gần như mỗi ngày kể từ khi ông Trump thắng cử. Ông Musk đã có một vài bữa tối với ông Trump và thậm chí cả hai còn cùng nhau chơi golf. đáng chú ý, ông Musk là nhân vật có mặt cùng ông Trump khi tổng thống đắc cử trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới. Ví dụ điển hình nhất là cuộc trò chuyện giữa ông Trump với tổng thống Ukraine Zelensky khi ông Trump bần loa ngoài để ông Musk có thể bám sát diễn biến. Tổng thống Zelensky được cho là đã cảm ơn ông Musk vì hệ thống Starlink trong cuộc điện đàm này. Là một nhân vật thân cận với ông Trump, những ý kiến của tỷ phú Elon Musk về việc lựa chọn nhân sự rất có trọng lượng. Ngoài tổng thống đắc cử, ông Musk cũng có quan hệ rất tốt với tỷ phú Howard Lutnick, người phụ trách mảng nhân sự trong quá trình chuyển sang quyền lực của ông Trump. Ông chủ SpaceX đang thúc đẩy để thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott làm lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ. Theo các nguồn tin của CNN, ông Musk nhiều khả năng sẽ không đảm nhiệm một vị trí toàn thời gian trong chính quyền của ông Trump. Tuy vậy, tỷ phú công nghệ Mỹ vẫn có quyền tiếp cận rất lớn và có thể gây tác động từ bên ngoài. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép các nhà thầu quân sự Mỹ triển khai tới Ukraine để giúp quân đội nước này bảo dưỡng, sửa chữa những hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống phòng không Patriot. CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Chính sách mới được phê duyệt vào đầu tháng 11 năm 2024, trước cuộc bầu cử, sẽ cho phép lầu năm góc cung cấp hợp đồng cho các công ty Mỹ để làm việc tại Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022. Washington hy vọng chính sách này sẽ giúp đẩy nhanh việc bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống vũ khí mà quân đội Ukraine sử dụng. Nguồn tin trên cho biết, để giúp Ukraine sửa chữa và bảo dưỡng những thiết bị quân sự do Mỹ và các đồng minh cung cấp, Bộ Quốc phòng đang mời thầu một số ít nhà thầu tham gia quá trình này. Các nhà thầu sẽ ở xa tiền tuyến và họ sẽ không chiến đấu với lực lượng Nga. Họ sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine nhanh chóng sửa chữa vũ khí, trang thiết bị phương Tây trong trường hợp cần thiết để có thể sớm đưa chúng trở lại tiền tuyến. Quan chức quốc phòng trên xác nhận, Mỹ muốn thực thi kế hoạch này vì một số hệ thống mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là tiêm kích F-16 và hệ thống phòng không qua yêu cầu cần phải có người phụ trách chuyên môn kỹ thuật cụ thể để bảo dưỡng. Quyết định trên đánh dấu sự thay đổi đáng kể khác trong chính sách của chính quyền Biden đối với Ukraine, trong bối cảnh Mỹ tìm cách giúp quân đội Ukraine chiếm ưu thế trước Nga. Quan chức này cho biết, Lầu Năm Góc sẽ sớm niêm yết các hợp đồng trực tuyến. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã đưa ra quyết định này sau khi đánh giá rủi ro một cách kỹ lưỡng và phối hợp với các bên liên quan trong ngành. Mỗi nhà thầu, tổ chức hoặc công ty Mỹ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhân viên của họ. Họ buộc phải đưa kế hoạch giảm thiểu rủi ro vào hồ sơ dự thầu. Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ chính quyền Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chạy nước rút để đảm bảo Ukraine được trang bị tốt nhất nhằm giúp quốc gia này sẵn sàng đối mặt với những bất ổn tiềm tàng khi Washington sắp trải qua sự chuyển giao quyền lực lớn. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ kêu gọi quốc hội cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine trong 70 ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS News, trong 70 ngày tới, Tổng thống Biden sẽ có cơ hội thuyết phục quốc hội và chính quyền mới rằng Mỹ không nên rời xa Ukraine, rằng việc rời xa Ukraine đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều bất ổn hơn ở châu Âu. Ông Sullivan cho biết. Tổng thống Biden sẽ hối thúc các nghị sĩ Mỹ cung cấp nguồn lực liên tục cho Ukraine, nhưng không nêu rõ những nguồn lực đó sẽ bao gồm những gì. Trước đó, Politico đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch sử dụng nốt số tiền còn lại được phân bổ để viện trợ cho Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, chính quyền Mỹ đã giữ lại hơn 6 tỷ đô la Mỹ được phân bổ để viện trợ quân sự cho Ukraine. Washington hiện có 4,3 tỷ đô la Mỹ để cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Mỹ và 2,1 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí theo hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ. Theo Politico, Nhà Trắng đang nỗ lực triển khai các khoản tiền này nhanh nhất có thể để đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí chống lại những cuộc tấn công của Nga, ngay cả khi ông Donald Trump từ chối tiếp tục gửi viện trợ. Ngay sau khi ông Donald Trump được xác định là Tổng thống đắc cử của Mỹ, chấm dứt cuộc đua vào Nhà Trắng với đối thủ là bà Kamala Harris. Một cuộc đua mới bắt đầu. Hàng loạt đồng minh của ông Trump gấp rút tiếp cận các thành viên thân cận của Tổng thống đắc cử để cố gắng tự giới thiệu về mình nhằm hướng tới vị trí nào đó trong nội các. Cuộc đua giáo giết tới mức, ngay cả những người Cộng hòa trung thành nhất với ông Donald Trump cũng bị cuốn vào cuộc cạnh tranh cho các vị trí hàng đầu trong chính phủ. Theo một số nguồn tin am hiểu vấn đề, họ cần khẩn trương bởi ông Trump những tuần qua hầu như không đề cập tới vấn đề nhân sự, chủ yếu tập trung vào chiến dịch vận động tranh cử. Tuy nhiên, theo BBC, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chính thức chọn đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử năm 2024, Susan Sumero Wallace, 67 tuổi, làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Đây là nhân sự đầu tiên của chính quyền mới. Nhóm chuyển gia của ông Donald Trump đang thẩm trao một loạt ứng cử viên trước khi ông trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Một số gương mặt nổi bật, ứng cử viên cho các vị trí hàng đầu được nhắc đến, như ứng cử viên ngoại trưởng sáng giá, thượng nghị sĩ bang Florida, Marco Rubio, người từng được cân nhắc làm phó tổng thống của ông Donald Trump, là một cái tên đáng chú ý, đang được nhắm cho vị trí chủ chốt trong nội các. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có hai cái tên đã được xem xét cho vị trí này. Đó là Michael Owens, một nhà lập pháp Florida, hiện làm việc tại Ủy ban Quân vụ tại Hạ viện Mỹ, và Robert O'Brien. Ông Trump đã loại trừ khả năng cựu giám đốc CIA Mike Pompeo, người được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc. Người phát ngôn Nhà Trắng Caroline Leavitt, 27 tuổi, Người đã gây ấn tượng với Donald Trump khi là thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử của ông, từng là trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng, có thể được chọn làm người phát ngôn của Nhà Trắng. Cố vấn an ninh quốc gia, trong số những trợ lý thân cận nhất của ông Donald Trump về chính sách đối ngoại, ông Richard Grenell, 58 tuổi, cựu đại sứ Mỹ tại Đức, được cho là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, nữ nghị sĩ New York, Elise Stefanik, 40 tuổi, đã chuyển từ một người ôn hòa sang một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành. Đảng viên Đảng Cộng hòa có vị trí cao thứ tư tại hạ viện này vẫn là một trong những người bảo vệ trung thành nhất của ông Trump tại Quốc hội. Điều này khiến bà trở thành ứng cử viên hàng đầu để đại diện cho tổng thống mới đắc cử tại Liên hợp quốc. Trước đó, NBC dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, các quan chức được bổ nhiệm vào nội các tương lai của ông Donald Trump có thể bao gồm những doanh nhân, người đứng ngoài chính trường và những nhân vật trung thành với ông. Theo đó, ông Trump dự kiến sẽ ưu tiên lựa chọn các thành viên nội các ở bên ngoài các cơ quan chính phủ trái ngược với nhiều tổng thống tiền nhiệm. Một trong những lý do dẫn đến khả năng này là việc tổng thống đắc cử coi một số nhân vật được lựa chọn ở bên ngoài cơ quan chính phủ là những người thành công và trung thành hơn so với một số nhà lập pháp mà ông đã chọn từ quốc hội để phục vụ trong chính quyền của mình.